chấm rìp xuống bông ôn tổ ọc đi chụp chùm mùi nóng chùm bát mà đón thế đây bền lì nè ngày này đai nhau miền nơi một hộp mũi miền chùm mùa thà xâm lò mà chù cường chân chùm lì chù tâm rắp sẽ chụp này đai nhóm sẽ không tạo bông ôn nhường tổ ọc nè bà đăng thà chụp ở dây bần tay nhóm có bán số bông bà đai thà bông bà sẽ chụp nâng bông ở rô mò bì nà xây mò bì nà chẳng hả tự cất bàn dây thà bà sẽ chụp bà cất tình mò bì kê tê hay cất tình nâng gồm bên chì chụp nâng ở trong tù đai bà cứ chụp trong mây chẳng hả hay nhóm còn được khánh thà thơ video nâng tự hay bà video này bà miên ấy khó chú không bà đón bông nè đà chế nè áp phía rẻ sát xông bông bà chụp ở tôi phong nâng ngay à lần đến đá bà nhân chạp đàm bà chạp lên cha bà đồng bây rùm linh cường dương ấy làng chúi bật tích sân chạm nhân chạp đàm đã cường chô bật thêm thịt xâm rắp bà xa lo mà chú cường đi đáy cứ thay bà bông bà bà gặp xông bà khăn lạng bông bông dương tọc nì chân bật tích nhóm đã trả này nâng ngay ôn đi đáy nhóm xông dây to bông thơ bông bông dương tọc nì nâng ngay cũng ở khách công trả năng vệnh nâng xâm rắp chú bây đáy nhóm khơi mình phải khá bà phóc lụ bà chia xa thiên nè hay nơi tam xa khá có khơi nhóm bà miên lụ đài tại nhóm mặt đơn thả chụp nâng là kê chấm rồi mùi có kê từ bánh tới ấy đẹp nhưng mình sợ đơn thế bùi nhóm chi nè slo thế bà kê vô mà ôi slo chứ nhóm chê ta slo tư nâng ngay tại nhóm chọn số bông bông nhóm tóc thế thà nâng chụp nâng ở miên mau bì sọc ra với bông bông nhóm tóc thế tại bông bông nó còn thể thà chụp nâng kê vô mau bì sọc ra với có tê nâng ngay mẹ nở khám ai nâng tê nhóm có đơn thà vì mạch mạch này chạy bà nhóm dạy tư vì miên ấy khóc trời trăng ná bông bông nhóm tóc để mà chụy ọt tội phô thì lần rái bà dân chạp đang bàn chụp hộp dân cho mùi nông cường người lãng chụy bình tích sân chạm dân chạp đang mà đặc rừng cho mình thaym tiết xin rạp xa lo mà chú cường ná bông bông nhóm tóc này bà chóng sáng bông bông nhóm tóc này cô tại bà rộng linh cường dân người lãng chụy bà cho mùi nông hộp sân bà chạm dân chạp đang mà đã sạch dân chỗ hả lần rái bà dân chạp đang bà rộng linh bà hộp có đôi chị bà cường dân người lãng chụy bình tích sân bà chạm dân chạp đang bà chạm cho mùi nông sạch chụp rồi bỏ dân chỗ khiến thà bà cường dương lang chui lói dương chập đang bà chạy cho mùi nông sạch chuột bỏ dương châu máu để sao thành nhóm bà cha đầy mực hàng sấy đầy mực hàng chẳng tới bà cha tới riêng cái lệ lại bông bộ nhóm bà chị ăn nhóm bà mờ hay không thấy bà chui ở tô nhóm phong bông bộ nhóm học này để sao thà nơi cái lại lúc bà nhóm một miền trường camera hay bà sập tới thọ đây thì nó khơi thà mụn hộp nạp lại dương chẳng tới bà chạy thọ à lần đến đá bà dương chập đang đã cho mùi nông thực tới học viên và đã thực tới châu hay ấy bà dương chập đang bà cha vì ở riêng cho anh bông bộ nhóm học này bà dương đồng ngoài vì sao mình thấy sân bà chạm dương chập đang bà chạy cho mùi nông thực bà đồng bây rồng ngọ sẽ chụp được bao nhiêu à lần này đá bà dương chập đang bà khâu cơ bà đồng bây rồng ngọ vì bà đang phơi bên tay sân sau khi dương bà rồng ngọ vì bà hai sẽ đậm thì ấy bà dương chập đang bà cơ máu bà dương chập đang bà cha vì riêng sắp cơ bên tay bà chạm dương chập đang bà chặt tức bà đồng bây rồng ngọ cho mùi nó sẽ chụp được bao nhiêu xâm rạp tất đá bông bông nhưng tỏa không thể bà ai đặt tất tâm cho nó chân ổ chất bàn là xa thả bông bà khóa có sở dụ tất tràn bà mà này nâng ngay bà có đó nhưng đặt tất ta là môn thế nâng chân bà bông bông nhưng tỏa không thể ai đặt tất bà tất tâm cho nó chân ổ chất bà bông bông nhưng tỏa không thể bà nâng ngay hay vì tổ đi đây nhưng có sống tốt tư bông bông đại có chi nè áp rẻ nâng ngay đã xa thả bông có một mên chi nè lùa sát nâng đây nâng ngay còn thả bà nhiều cái dù mà ôi thua chân tức nhưng có chế thật thua ở kia tư tại bà ôi mình lùa sát nâng bông cứ thả ở mình thì bông bông nhưng tỏa không thể đăng sạp hay thả lại nhóm bà mình lùa tâm môn tiền cái tung rồi mỗi trường một ấy chẳng tới bà sập à sập chẳng chẳng nhiều mà lụt thế bom bồi nhân tộc này à lần này đấy bà dân chập đang bà đại chỉ muốn năng lực rồi mình tịch bao bom bồi nhân tộc này bà tâm bay ơi bà sờ lo mà chú trường dương năng bà vì là chú ý lo hay bà phục mai bom bồi nhân tộc này bà mình đặc biệt bà sờ lo mà chú trường chẳng anh công phách bà chú ý công mình được lòng vì thế này mà đẹp mùi phong à lấy khi ta tất dương phu hay bom bồi nhân tộc này bà dân chập đang bà đùa bà phu so so đại vì bà phu chơi màu nắng bom bồi nhân bà đùa vì ở màu nắng ngày bà lấy khi tháp ba dương ban đủ của phù vi ở hai ba dương chập đạn đặt cường chỗ dương đặt trên mùi nồng ông bẩn top ba ba dương chập đạn bạc đặt trên mùi nồng score số trong ni đá ba dương đặt bị chén cho đôi chia bàn mà xa sụp châu máu xâm rập cường đá bông ôn dương tỏ khi ba ai đặt tơ tam trên nòng trên đầu chật ban ba chồng trái chồng sao chồng phải mà nâng ba dương ai lì lục đặt tơ tam trên nòng trên đầu chật bò dương nâng ngay lần đá ba dương chập đang ba đồng ngoa bị chào bên tịch sân ba chạm dương chập đang ba chôm chôm bôi ông pờ xâm rập ông pờ đá phục mai bông ôn dương tỏ khi ba có ai đặt tơ tam trên nòng trên đầu chật ban ai nâng ngay chồng chu tịch chu khang ba chu đất chu lồ mồm ấy bông ôn dương tỏ khi ba ai lì lục đặt tam nâng thời ba lấy ba dân chập đang bà rồng ngò bà sầm lo dân chào bên tịch sân bà đồng bày ơi sẽ trụ dân bà riêng phơi bên tích bà chạm dân chập đang bà chạy cho mùi nâng tư cuôn rồi bò dân chồn
nè đái bà dân chạp đàm bà chạp tư cuốn rồi bà dân chô máu hay nhóm có bàn số bông pro đại thác bông bà đạc trọp ọt từ cửa thả bà cửa trẻ hô bà xà lò mà chú cửa đạc trọp tên ngay tại xa rạp nhóm bông bông dân tỏ khăn ngay rạp nhóm đái bà dân chô chất bà xà lò mà chú cửa bà đạc trọp bà bông bông dân tỏ khăn ngay bà vì chân anh mà dàng này nâng cái bà dân chạp đàm bà rộng hồi tư cuốn dân bà riêng bà chân mân tích bà chăm dân bà đạc cho mùi nâng mà đẹp rơi có đôi chìa mà tên tới bà khơi thả bà xà lò mà chú cửa dân có chất chân này đá ba dân chập đang bạc đặt cho mùi nương mệt tử hay bông pro bạc các bạn này nhung bạc đặt mặt tay cọp bay cọp bạc buồn gặp cọp hòn à lấy khơi thay bà sờ lò mà chu kêu bà sạch chuột dương có chết chân này chân bà vì tổ bà phơi sờ lò mà chu kêu sạch chuột nhóm có miên tập năng đài hay bà miên ấy khó chịu trăng ná sâu mong bông dương tọc này bà chui khăn tay phải thôi nhung phong hay ở con trăng đó bông bông dương tọc này sập cả cho một tuấn nà nơi vì tổ mùi ní bà sân chỉ can vậy đấy bà có đôi chi bà bị sờ lò nhung miên ấy khó chịu trăng ná sâu mong bông dương tọc này bà chui khăn tay phải thôi nhóm phong cho đi đai còn xong phần người phục mai bông phong dương tỏ khí bà complete chui follow page có được chỉ chui share video này mà nẹ mùi phong trong rau đi đai khi ông bạn bèn lý group trip lìa chụp kia này video thứ mấy tiết ở con trang đó bông phong dương tỏ khí chụp rịp xuống bông phong tỏ khí chụp cho mùi khi ông bạn mà đón thế đây bèn lý nè cái này đai nhung miền nơi một hộp muối miền chấm một thà sầm lò một chu kêu ông chấm lì chu tâm rap sạch chu này đai nhung sực không tập bông bông dương thọc nè bà đằng thà chu cái dây bàn tay nhung có bàn số bông pro đai thà bông bà sạch chu nâng bông ở rô mò pì na say mò pì na chẳng nữa từ các bàn dây thà bà sạch chu bà cất tinh mò pì kê tê hay cất tinh nâng còn bên chỉ chu ở nâng ở chấm tu đai bà cứ chu chấm mấy chẳng nữa hay nhung còn được khen thà thơ video nâng từ hay bà video này bà miền ấy khó khăn bà đo bông nè đại chiến nè áp phía rẽ sát xong bông bà chui ở tôi phong nâng ngay à lần đến đá bà dân chạp đàm bà chạp lên cha bà đồng bây rung linh cường dương ấy làng chui bằng tích sấn chạm dân chạp đàm đã cường chô bằng thàm tiệt xâm rạp bà sẽ lo một chú cường đi đá cứ thay bà bông bà gặp xong bà hờ khlang bông bông dương tọc nè chân bà tích nhóm đã trả này nâng ngay đồng đi đá nhóm xong dây to bông 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 dương tọc nè nâng ngay cũng ở cách công trả về nâng sắp chú rút đá nhóm khơi mình phê khá bà phốc lụ bà chia xa thiên nè hay nơi tam xa khá có khơi bà miên lụ đài tại nhóm đơn thầy chú rút nâng kê chấm rưu mùi có kê từ bánh tới ấy đẹp nhóm mình sợ đơn thầy bù nhóm chi nè slo tê bà kê vô mà ôi slo chứ nhóm chê ta slo tư nâng ngay tại nhóm chóng xô bông bông nhóm tóc thầy thà anh nâng chú rút nâng miên mau bì sọc rào bông bông nhóm tóc đi tại bông bông nó còn thầy thà chú rút nâng kê vô mau bì sọc rào có tê nâng ngay mẹ nơi khám ai nâng tê nhóm có đơn thà vì mệnh mệnh này chạy bởi nhóm dạy tư vì miên ấy khóc trời trăng ná bông bông nhóm tóc để mà chú ý ở tôi phong thì lên gái bà dân chạp đang mà anh chung hộp dân cho mùi nông cửa người làng xung bình tích sân trăm dân chạp đang mà đặt rừng cho mình thay em tiết xin rạp xa lo mà chú cửa người ná bông bông nhóm tóc để bà chọn sáng bông bông nhóm tóc để cô tại bà rộng linh cửa người làng xung bà cho mùi nông hộp sân mà trăm dân chạp đang mà đặt sạch dân chỗ à lên đá bà dân chạp đang bà rộng linh bà hộp có đôi chị bà cửa người làng xung bình tích sân mà trăm dân chạp đang bà chạp cho mùi nông sạch chụp bà dân chỗ khi ta bà cường dương lang chui lói dương chập đang bà chạy cho mùi nông sạch chuột bỏ dương châu máu để sa thành nhóm bà cha đầy mực hàng sấy đầy mực hàng chẳng tới bà cha tới riêng cái lệ lại bông bồ nhiều bài chi à nông bà mờ hay không thấy bà chui ở tô nhóm phong bông bồ nhiều tọt này để sa thà nơi cái lại lúc bà nhóm một miền trường camera hay bà sờ đập tới thọ đây thì nó khơi ta mụn hộp nạp lại yên chẳng tới bà chạy thọ à lần đến đá bà dương chập đang đại cho mùi nông tự thấy ở phía dương bà đại tự thấy châu lai ấy bà dương chập đang bà cha vì ở riêng chân bông bồ nhiều tọt này bà dương đồng ngoa với cha mình thấy sân bà chạm dương chập đang bà chạy cho mùi nông tất bà đồng bây giờ đồng ngọt sẽ chụp được bao nhiêu à lần này đấy bà dân chập đang bạc khâu khâu bà đồng bây đồng ngọt về bà ấy đang phơi bên tây sân nó bị dân bà đồng ngọt về bà hai chuyện động thì bà dân chập đang bạc khâu máu bà dân chập đang bà cha về riêng sắp khương bên tích bà chăm dân chập đang bà chặt tức bà đồng bây đồng ngọt cho muốn sẽ chụp được bao nhiêu xâm rạp tất đá bông bông nhưng tỏ không nên bà ai đặt tất tam cho nó chất bàn là sao thả bông bà có sử dụng tất tràn bà mà này là ngày bà có đó dùng đặt tất ta là mồm thế nâng chân bà bông bông nhưng tỏ không nên ai đặt tất bà tất tam cho nó chất đồ chất bà bông bông nhưng tỏ không nên bà là ngày hay vì tổ này đây nhưng có sống tốt tư bông bông đại có chí nè áp rẻ là ngày đã sao thả bông có một mình chí nè lùa sát năng đây là ngày còn thả bà nhiều cái dô mà ôi thua chẳng tới nhưng có chết thật thua ở kia tư tại bà ôi mình lùa sát năng bông cứ thả ở mình thì bông bông nhưng tỏ không nên đừng sạp với thả lại nhóm bà mình lùa tầm mòn
ន់ទៀងកែបតុងរមួយគ្រឿងសមុទ្រអីចឹងទៅបាទសម្រាប់អាសត្វចឹងចឹងខ្ញុំមកលក់ទេបងប្អូនយើងទាំងគ្នាឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងលឹកក្រូចបន្តិចមកបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទដើម្បីឲ្យបាទសឡមជូរគ្រឿងយើងនឹងបាទវាឡើងឈ្ងុយល្អហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទមានរបៀបបាទសឡមជូរគ្រឿងឆ្ងាញ់កុំភ្លេចមកជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងឥឡូវឃើញថាទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដួសអាពពុះសសដែលវាបានពុះចេញមកហ្នឹងបងប្អូនយើងបាទដួសវាអស់មកហ្នឹងហើយបាទឥឡូវឃើញថាបាទយើងបានដួសពពុះវាអស់ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលតបមកបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងស្ករសត្រង់នេះដែរបាទយើងដាក់ប៊ីចេងក៏ដូចជាបាទម្សៅស៊ុបចូលមកសម្រាប់គ្រឿងដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបាទចង់ប្រៃចង់សាបចង់ផ្អែមអានឹងបាទយើងអាចលេងលោកដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងនឹងហីឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់វាចោលបន្តិចសិនបាទចាំយើងចាប់ផ្ដើមបាទជ្រុំជាមួយនឹងអំពិលសម្រាប់អំពិលដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏អាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានដែរនឹងហីចង់ជូរតិចជូរខ្លាំងបាទជូរដិតជូរល្មមអីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាចលេងលោកដាក់តាមនឹងទៅបាទឥឡូវបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់បាទសម្លយើងចោលបន្តិចសិនបាទដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងបាទរៀងផុយបន្តិចបាទចាំយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងត្រកួនរបស់យើងចូលនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ត្រកួនរបស់យើងចូលមកហើយខ្ញុំក៏បានសួរបងប្រុសដែរថាបងបាទដាក់ត្រប់អត់ទៅគាត់ថាបាទគាត់អត់ចេះហូបបាទសឡមជូរគ្រឿងដាក់ត្រប់ទេហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំចូលចិត្តបាទសឡមជូរគ្រឿងបាទដាក់ត្រប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទវាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរហ្នឹងគឺបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់ហើយត្រកួនយើងបាទរៀងបាទឆ្អិនបន្តិចបាទចាំយើងបាទដាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅក៏ដូចជាម្ទេសទៅបាទឃើញថាបាទសឡមជូរគ្រឿងយើងក៏ចិត្តឆ្អិនដែរនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅហើយបងប្រុសបាទក៏បានខ្ញុំបាទដាក់ម្ទេសក្រប់ឲ្យគាត់បាទ4 10ក្រប់ផងឥឡូវឃើញថាបាទសឡមជូរគ្រឿងបាទសាច់ជ្រូកយើងក៏ចិត្តឆ្អិនដែរអញ្ចឹងបាទវីដេអូបាទធ្វើសឡមជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើមានអីខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីភ័យទោខ្ញុំផងហើយអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីបាទក៏ដូចជាបាទរបៀបសឡខ្ញុំមានអីខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីភ័យទោខ្ញុំផងចូលនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Bentley គ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា